cây này nó cứng cáp này. Chị Quỳnh. Ok. Ok. Cái này nó dướng gì vậy ta? Mình đổi lại coi. Sau đây mình đổi lại cái hơi vướng vướng cái cây á. Thấy rõ không nhỉ? Let's see. Okay. Let's see. Để cái đầu này nó đỡ hơn nè. Hello, hello Hào, khỏe không? Hello chàng Hào. Long time no see. Lâu quá ha. Thấy rõ không? Ủa sao cây gì không? Để gì vậy? Hai đây nhiều đặc sản không em? Nghe giờ biết. Gần gần nó lỗ tay, kiểu. Kỳ vậy ta? Do you want pepper square? What? Pepper square. Do you want a square? Just whatever you think. Okay. Light picture. Mm-hmm. Yeah. Okay. Tiệm làm băng khách nha. Thấy em mới mở tiệm đó không em? Dạo này em hình như là đi bận lắm không đi nhiều bạch? Tiếp này là tiếp dân thường thôi nha. Tiếp dân loại chu loại 2X. Một cái loại 3X nó dài ra tắt ở đây luôn nha. Này là loại 2X thôi.
Hold with you, let me hold with you. Nhưng mà nó cũng dài ngang nhau rồi, đâu có thể nào mà nó mỏng quá được. Tiền có tâm là nó không phải vậy. Nó giống nhau mà. Tại đâu có tính tiền ở đầu nào đâu. Nhưng mà ý tôi nói là ai mà sắp mặt luôn. Cũng có lúc em mà sắp mặt luôn. Con của chị vậy hả? Nói chung hình như là bây giờ chị không thấy nhiều người tôi nói em ơi không riêng em đâu mà nhưng mà chị thấy em cũng bị gì đó chứ nhiều người cũng than lắm á. Nhiều người cũng than ế lắm á. Lâu nay không thấy em like nữa, bộ bận lắm hả? Lâu quá rồi không thấy em live stream like gì hết trơn à. Pretty long, but not like crazy. A little shorter. Shorter, pretty. Yeah. Mm-hmm. Okay. Mà cắt oval với lại làm marble là ok rồi. Chị hai vợ chồng làm một thôi nên chị khách sẽ khách trước rồi lười ra luôn. Ủa hả? Không muốn có cần thợ không? Nhận chị vô làm. Đâu cần cà cà gì đâu Tú. Mà mè. Ừ. Xào xạo không à. Đồ của mình mà bên cà cà. Chị hả? Làm mà marble, oval. Herbal hả? Herbal là thảo dược nha. Marble của nương. Đừng làm herbal cho mấy miếng cần vô dính đấy xong nhánh lên. Ừ, rồi thảo dược vô. Đắp màu 169. Đi đâu đi đâu? Con chị hả? Như đi này khác nữa hả chị? Nó vừa xong mình nó làm ma bồ. Sắp chín. Nóng lên trong đừng có gì không bị đúng rồi em. Thời giờ là đâu có hót hai bên nữa đâu em. Giờ đâu có bị hót nữa đâu. À, bởi em bán lên nha. Hồi xưa thôi. Hồi xưa nó hót thôi chứ giờ đâu bị nữa đâu.
xịt hồi nha. Okay. Em xài băng hay cây gọn chứ gì vậy? Hello. Rồi. Đi mình á, cái món này á. Lúc xưa nhớ cái món này ngày nào cũng làm hết. Cái móng mung của chị có cái này dài hơn nữa đây. Cái này là dạng vừa thôi đó. Chưa có dài lắm đâu. Hello. Hello chị Huệ. Đến cuối năm chưa nghe. Sao con? Chị hả? Trời, em làm như vậy là không, đâu có bán buôn gì được phải không? xài như em là không có chịu refill rồi sao chị bán đi? Thank you.
Làm nghe kêu gì? Mọi người là không lấy là black thì bắt lại từ đầu á hả? Đúng rồi, okay, bây giờ mình sẽ làm cái line xanh xong rồi. Cho nó bén bén chút xíu nè. Cái line màu xanh để lát nữa mình làm cho nó rõ cái màu xanh của mình, cái đường line này. Bà không có muốn. Tại vì anh không muốn anh Nhân làm nữa. Thấy không? Bà làm cái hình xuống cho anh mà. Bà không muốn anh Nhân làm nữa. Làm sao mà cho anh Nhân? Bà không muốn nữa. Biết rồi nhưng mà bà nói cái gì sao? Ý bà nói là bà muốn khóc hình xuống mà bà kêu là gửi cho bà nhiều quá.
city for the toe, the body. But you bring the picture to show me and you bring the color, you bring này. The color. Cái này em mới cần mê cần xà khuê khuê Just a few, but this, just only this just finger, the, this just, one, them in the just only this finger, see, like it's super ever, out, like out it, the line. It looks bumpier ever, and like, just it one, just yes, just like it. Okay, if you don't want the file, if you want the corner, if you want the corner, it's not bumpy. Xanh cẩm thạch đấy đấy, chút màu trắng này, chút màu sau là 63 với lại màu glo glow the dot 14 nha. Thì mình muốn làm cái đường màu xanh trước á, để lát nữa cho nó rõ cái line xanh á, cho nên nó sẽ sắc sảo cái đường line nó sẽ rõ hơn. Susan, hello mọi người. Me hizo en
màu trắng American với loại màu sau là sáu mươi sau là 63 là sau là tờ bây giờ mình bỏ màu clear lên nha. Sao vậy? Ừ, phổi mới công lát nữa nó kiếm chuyện. Tháo ra hết cho nó đi. Nó đi đâu đi. Nó muốn design đâu, nó làm đâu, nó làm. Oh, sorry. It's okay.
do your nails today. See, giờ là đầu design mà không trả tiền nữa. Cho tiền dân luôn. Không thời gian. Yeah, just this shape is good, and then just to like trim them however much they grew out. Morning. Okay. It's morning. Oh, she did it this morning.
Đau lòng quá. Ngày mai ra làm hồ sơ ăn hết ít cái máy nha. Nguồn chục đi. Kỳ ta, tự nhiên râu luôn. Nó dằn mặt. Sorry. Nóng quá. Nóng quá nóng. Thích không Tú? Vũa đó Tú. Vũa này nè.
Dũ ơi. Không, Dũ à, Dũ à. Dũ cay á, Dũ sếp. Không biết nó thích không mà mình thấy trong tủ mình nó hết rồi đó nha. Thầy Yến. Không biết nó thích không chứ thấy trong tủ thì nó hết rồi đó. Ừ, nó bền á. Vũ nó bền. Ừ, nó lâu, nó lâu lục. Nó ăn bột lắm. Ăn ở làm sao trời? Hai xấu rồi. A pedicure too? Yeah, actually. Can I do the acrylic soap? Feel your toe? Yeah, I did actually. I just really got a spray tan earlier, okay. So I just want to do like just the nails. I don't want to get like my feet wet. Just the few on your feet. Yeah. No whole pedicure. Yeah. Okay, yeah, you can do that. And gel or the powder? Acrylics. Acrylic powder. Yeah. Color? White. Okay. And then most of them I have like tips on them, but two of them came off, so I just think those ones. Okay. Yeah. Like. Nhưng mà như em nghe nói là chị có làm trước cho. Mua hai ngón đem mình. Mua hai ngón luôn á. Hai ngón là bốn ngón hay là hai ngón? Hai ngón. Ngón 25 đồng thôi, ngón dài. 25 đồng à? Ừ. Rồi 40 đi. Ngón 25 đồng thành 40. Hai ngón 25 đồng à? Một ngón 25 đồng. Hai ngón 50. Rồi 40 thôi. Thì em muốn lấy nhiêu em lấy. Ừ. Tại giá thấy sợ luôn à. Ừ. Có 100, 130 thôi hả? Không bao nhiêu đâu. Tiệm này ít nhất cũng phải hai gà. Thấy. Tiệm này hai gà được không cho lì? Ừ.
ever done like something like the fade? Tìm là hai con gà được không? Hai gà đủ không? Tìm là hai con gà đủ không? Làm hai gà đủ không? Ừ. Đâu biết đâu. Làm nhiều ăn nhiều lắm bất tài. Có phải bữa nào cho phải làm chứ. Ăn của ta hoài. Đâu được. Ba con. Ít thứ này ba con. Mình thêm mì đâu có hết con mà. Trời tội quá chị. Chị làm em lợn mà. Thôi em. Anh nói sai kia mà. Vừa phải thôi nha. Sao làm cái gì thôi mày? Vừa phải mày. Nếu mà 65kg chắc chắc cũng phải giống như chị lần được luôn á. 65 chưa? Chưa ba. Ba ba. Dạ, đây là chim ăn đã tăng nặng lên rồi. Ừ. Mẹ mẹ thì anh sống chục thôi. Còn không mày. Mà thằng mày. Cái gì? Lớn tuổi vậy mà sao chị có thằng nó áp nào mà sao chị kể dữ vậy? Chị lớn tuổi á. Chị lớn tuổi, tuổi chị như mà lớn mày. Hả? Chị hả? Chị. Năm 2, năm 3. Năm 2, năm 3. I think I might want like a nude pink color instead of the tip. So like tip from a picture. Vậy đó mà hả, chúng đùa nhà. Ô thêm đi, ngoài nhìn trẻ hơn. Trời ơi, dở ngoài nha Tú. Ô sao đây, ok, sao đây. Hey, it's okay, no worries. Ừ, có sao chị mập dữ vậy? Nhưng mà thực tế phải vậy nha. Hình ảnh chỉ mang tính cách minh họa thôi. Ha. À. Ủa sao mày? Đi. Thôi giờ có người ta hỏi chị thì muốn kiểu sao mấy tiếng mình chỗ I might, I think I want to do my toes like on this weekend so that way, because I want to do a full pedicure but I have to wait for my spray hand to okay, yeah. Yeah. Okay. Yeah. It hasn't like developed yet. I just barely got it. Okay. Yeah. Pedicure and peel. Yeah, that way I can do like the full pedicure. Có một đứa bữa nó vô nó hẹn lại một số phòng không có vô á, bữa mà bị đứa cô bút nó ý. Mới sáng vô mà yến nó nhìn lộn ngày cho mình á Tú, cho chị á Tú, nó vàng ác lắm. Ừ, nó lùa vô một đám luôn, chóng váng luôn. Chị rất tiếc là chị có hai tay em thôi, chị hết hết. Chị có hai tay, không thể nào lùa hết được. Chung là được hôm nay được nửa tay chưa à? Ừ. Tiền xe mất em dễ nha. Tưởng tiền xe rẻ hả? Có tiền xe đạp thì rẻ thôi. Không có tính chạy ra khóa chứ.
trong quạt ai bo. Em biết mướn mấy người mà vác đồ ở đâu vậy Tú? Vác đồ nặng á Tú? Tú ơi! Vác đồ nặng á? Có trong đó. Kim tuyến màu gì? Màu gô. Màu gô, gô, gô mà gô dạng gô 24 hay là... Hình như ở trong đó đó. Nhớ nhớ là gì? You okay? I'm okay. Bà méo luôn cái móng của mình rồi. Chết cha. Xoay một cái. Cái dũa này á, mình dũa được sáng trong kia đi cô. Mà nó rất là sạch. Mà nó không có bị chảy máu. Rất là êm luôn nha mọi người. Cái dũa em đang xài này. Tiệm mình sao nó nóng dữ vậy ta? Bữa mới lạnh không? Nóng ghê kìa. Nãy giờ ra đứng nó cũng không đến nổi nóng. Quá nóng luôn. Công nhận dũa này ngon ghê. Tú ơi, dũa mình đó nha. Em xài chưa?
buồn hơn rồi ha. Ở đâu? Trời ơi lắm. Thế em đi lợi hơn thôi anh. Đi lại hơn thôi. Đi lại hơn thôi. Không, anh trả nó lại tiền rồi. Trả lại tiền thì ý là bây giờ anh bỏ, anh không có thêm đó thì em đi lại hơn thôi. À, anh phải đi đi nữa hả? Thì bây giờ anh thiếu hơn thì em đi thôi. Mà anh ghi vô cái cột đó luôn rồi nha Yến. Có nghĩa là lúc nãy 40, giờ là 50, anh dễ fan đó là anh ghi 49 rồi nha Yến. Số 3 đó nha. Đã không có tiền mà mắc hơn ở đâu được không? Look at that. That's so cute. Do you think that we should put the little diamond? Yeah. Yes, in our cuticle. Okay. Yeah. Good. However you want to do it. Yeah. Sẽ bụng của em là khác. Khác chứ. Chị nó. Chị để cái viền đó. Em biết để cái viền cho nó nhìn nó sắc sắc. Hôm qua em cũng cắt luôn hả? Cắt 4 ngón á. À, có 4 ngón hả? Cũng cắt 10 ngón nữa chứ. Làm đẹp hơn tối ngày cái lùi. This one, right? Đã rắc rồi chị. Có trong đó. Để nó nói là chị đã rắc rồi. Đã rắc thì đỡ cho mình mà cũng đỡ cho nó. I know what you mean. That one, right? Oh. Bắt ngồi gắn đỡ cho mình mà đỡ tiền cho nó nữa rất khỏe hơn. Hôm nay lưng chị nó thẳng, giảm mang.
They look really cute. Thank I like you. Them. Hello? How? Có cái gì không? Đang làm. Ừ. Nhưng mà vấn đề á, ví dụ các cái đồ từ sao? Ừ. Xin lỗi nhiều. Kê tối cũng chị đang làm đây. Picture from before. Okay. Nóng quá nóng. You look cute. Thank you. So cute. New. Okay, we'll wash your hand. Okay, I've got to run to the bathroom really quick too. Yes. Okay. Oh my gosh, I thought that was all over. Làm gọt đá nữa. Có một tiếng thôi. Ừ, không biết. Hỏi chị đi. Có biết gì đâu. Ở đây đâu. Em có nói gì đâu chị biết. Ừ, đã biết. Có biết gì đâu. Hi, may I help you? Tom. Wash your hand. What? Hi. Tom. Tom. What? Yeah. Do you know what color you have on your nails? My nail? I
just light pink. Light pink. Yeah. Okay. Oh boy, what's your hand first? Thanks. You want the gel color? Yeah. Yeah. You can do this one on the base. Yeah, come on. You know? Cắt cô ta. Tom, you might don't. Tom. I'm feel. Em dạ. Không giờ đến phiếu tài chị chưa, em còn khách ở dưới à? Ủa vậy hả? Khách hẹn em con máu bánh canh này hả? Phải không? Đây không? Này hả? Biết như này hot quá. Hôm nay là vậy hả? Everything not easy. Dán thế sao nhìn mà lúc em dở cái tay em lại méo qua ngực nó không à? Thank you.
Thank you. The tuna. Thank you. I think I just one now. Just one now. What do you think? Cause I thought I thought we were just gonna do like one on each. On this one. You don't want to do it like that. Oh, you want to just on this one and one and one. One on each now. Yeah, I was thinking. Okay. And this one I keep like that. Okay. Cool. Oh, you don't want to take it. Good. Yeah, you do a color, but you don't want him. No, okay. Okay, who do you want? Ai ra làm chân cho nó cái bà con ơi. Làm chân. Nó muốn nhân nữa hả? Có hấp xích ra em chạy nhìn. Hả tớ? Nó muốn nhân nữa hả? Mắt con anh em trả chân cho nó. Để hả? Ok, mất tiệt. Yeah. When split a little bit. Yeah. I give you all tabs. How you been? You guys got rid of that. Okay. I actually don't think you've given me. Yeah. It's long time ago. It's okay. When you have that time. I know. But I don't think I've gotten one in the last month. That's what we're doing today. It does look cute. Cái tự nhiên giờ nó không có chuyện nhân luôn hả? Can we make it so on this hand it's this finger too instead of this one? Oh, you don't want this hand? I like it like on the. Okay, let's put up this one. Yeah, is that okay? Mm-hmm. Sorry, I just want him to. No, you're fine. Nha mọi người. Đó. Giống như cẩm thạch không? Ok, bye bye cả nhà nha. Thank you.